Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với cái buổi review lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một phiên hồi phục khá là tốt khi mà chỉ số VN-Index đã hồi phục lại quanh vùng 1.340 điểm. Điểm lại trong cái diễn biến chính trong phiên ngày hôm nay thì sau cái áp lực bán mạnh trong phiên ngày hôm qua thì thị trường tiếp tục chịu cái áp lực bán khi mà thị trường mở cửa trong phiên buổi sáng. Tuy nhiên thì từ 10 giờ lực cầu đã quay trở lại thị trường và đẩy cái giá cổ phiếu và cũng như là thị trường chung của chúng ta tăng suất trong phần còn lại của phiên giao dịch hôm nay, và chỉ số đóng cửa ở mức 1.339 điểm trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nhìn về cái yếu tố khối lượng giao dịch thì chúng ta thấy rằng trong cả phiên ngày hôm nay khối lượng giao dịch của những cái đợt hồi phục ấy, nó khá là thấp so với cái áp lực bán trong cái phiên giao dịch, đặc biệt là cái giao dịch của chiều ngày hôm qua, khi cái khối lượng giao dịch của những cái nhịp hồi phục trong phiên hôm nay chỉ khoảng tầm bằng 50% so với cái khối lượng bán trong trong ngày hôm trước. Thì rõ ràng nhìn về tập thể chúng ta thấy rằng cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên hồi phục đơn thuần về mặt kỹ thuật khi mà chỉ số đã có một cái phiên giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm qua. Điều này cũng dễ hiểu khi mà chỉ số đang đang tiếp cận lại cái vùng hỗ trợ, trong đó đó là một cái tổ hợp hỗ trợ bao gồm một đường hỗ trợ ngang quanh 1.320 điểm và một đường hỗ trợ chéo. Thì ở đây phiên nay thị trường hồi phục lại cũng là điều dễ hiểu trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về tổng thể của thị trường cụ thể trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái độ rộng của thị trường trong phiên ngày hôm nay cũng khá là tích cực khi mà có đến 265 mã tăng trên sàn HOSE và chỉ có 118 mã giảm. Còn nhóm cổ phiếu trong VN30 thì có đến 24 mã cổ phiếu tăng giá và chỉ có 4 mã cổ phiếu giảm giá trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về tổng thể phiên ngày hôm nay thì cá nhân Linh thấy thì thị trường hồi phục, tuy nhiên thì dòng tiền vẫn tập trung vào các cổ phiếu mid-cap và penny nhiều hơn là các cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu trong trong nhóm VN30. Khi mà nhóm cổ phiếu VN30 hôm nay có hồi phục, tuy nhiên khối lượng cũng không thực sự vượt trội, tức là tích cực so với phiên giao dịch trước đó, cho thấy là dòng tiền vẫn đang 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 chưa tham gia ở những có một nhóm cổ phiếu blue chip này. Thì tiêu điểm trong phiên ngày hôm nay thì có lẽ kể đến đó chính là nhóm cổ phiếu dầu khí, nhóm cổ phiếu ngành thép và nhóm cổ phiếu bảo hiểm. Trong nhóm cổ phiếu dầu khí thì cổ phiếu gas là cổ phiếu khá tích cực trong phiên ngày hôm nay khi cổ phiếu đã có một cái mức tăng gần 6% và khối lượng giao dịch cực kỳ lớn trong phiên ngày hôm nay. Hay là cổ phiếu PVD cũng đã duy trì cái mức giá trần trong gần như là cả phiên chiều ngày hôm nay. Khối lượng PVD thì cũng không thực sự cải thiện so với phiên giao dịch hôm trước đó. Hay của PPS cũng đã tăng vượt qua cái vùng giá 28, là cái vùng mà trước đó cổ phiếu cũng chưa chưa vượt qua giai đoạn vừa rồi. Còn về nhóm cổ phiếu thép, chúng ta thấy Hòa Phát hôm nay có một sự tăng giá rất là vượt trội. Cổ phiếu đã tăng và vượt qua được cái vùng giá 52 với một cái nến vượt của cổ phiếu này, với một cái nến vượt rất là mạnh, cái nến vượt với mức tăng gần 4% và khối lượng giao dịch cũng có sự tăng trưởng so với các phiên trước đó. Thì đây là một cái tín hiệu khá là tích cực đến từ cổ phiếu Hòa Phát. Hay các cổ phiếu nhóm thép khác ví dụ như Hoa Sen, thì Hoa Sen hôm nay cũng tăng được gần 5%. Tuy nhiên khối lượng giao dịch thì không được cải thiện nhiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua, và gần như đã lấy lại toàn bộ cái đà giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Nhóm cổ phiếu bảo hiểm thì chúng ta cũng có trao đổi trước đó là cổ phiếu BMI. BMI hôm nay cũng gần như là tăng tăng gần như trần, khối lượng giao dịch cũng tốt và cũng đã lấy lại hết cái phiên giao dịch phiên giảm điểm ngày hôm trước. Nhìn chung thì chỉ số VN-Index hôm nay hồi phục tại cái vùng tổ hợp của các vùng hỗ trợ quanh 1.320 điểm thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Điểm trừ trong phiên ngày hôm nay đó là cái khối lượng giao dịch nó vẫn là thấp. Điều này cho thấy rằng là cái dòng tiền một phần nó vẫn khá là dè dặt ở thị trường ở giai đoạn hiện tại. Nó khi mà cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà nó khá là thiếu vắng thông tin hỗ trợ cho thị trường, cũng như là những thông tin sắp sắp tới sẽ được công bố về các thông tin mặt vĩ mô, ví dụ như là tăng trưởng GDP, xuất nhập khẩu, hay là các chỉ báo về mặt công nghiệp xuất khẩu. Thì
các chỉ số này, các chỉ báo này thì nhìn chung là khá là xấu ở thời điểm hiện tại, khi mà dịch Covid lần thứ tư nó quay trở lại, nó khiến cho các đầu tàu kinh tế như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương phải đóng cửa, dẫn tới là cái GDP của quý 3 gần theo các chuyên gia thì gần như nó sẽ âm, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến thị trường chứng khoán. Tổng hợp lại sau phiên ngày hôm nay thì thị trường là một có hồi phục, tuy nhiên thì chúng ta vẫn đang ở giao dịch trong cái vùng một kỳ từ 1330 cho đến 1360 điểm, cái dòng tiền nó vẫn chưa được chưa có sự gọi là chuyển dịch một cách mạnh mẽ sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó thì sau cái phiên ngày hôm nay thì thị trường nhiều khả năng là sẽ tiếp tục biến động theo cái hướng là sideways trong cái biên độ từ 1330 điểm cho đến 1360 điểm trong các phiên tới. Và việc chúng ta lựa chọn cổ phiếu nó sẽ quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại. Sau phiên ngày hôm nay thì mình thấy rằng là trên thị trường có những cổ phiếu mà nó có tín hiệu tích cực để các anh chị nhà đầu tư có thể cân nhắc trong trong các phiên giao dịch tuần tới. Ví dụ như là thứ nhất là cổ phiếu về Hòa Phát. Thì như vừa chia sẻ là Hòa Phát đã vượt được cái vùng kháng cự trước đó. Cổ phiếu chưa vượt được là vùng 52, vùng cực kỳ quan trọng của cổ phiếu này, với một cái nến vượt khá là tốt, vượt cái nến thân nến rất là lớn và khối lượng giao dịch cũng 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 nhiều. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ những tín hiệu sắp tới cổ phiếu này, tức là có một cái nhịp nó điều chỉnh lại quanh vùng giá 52, đấy là cơ hội chúng ta có thể cân nhắc chúng ta dành với cổ phiếu Hòa Phát này. Cổ phiếu này là một cổ phiếu rất đáng chú ý. Tại sao lại như thế? Bởi vì thị trường thứ nhất là trong phiên ngày hôm qua thị trường giảm rất mạnh, tuy nhiên Hòa Phát cũng chỉ đóng mức tham chiếu. Cái thứ hai là hôm nay thị trường hồi phục lại một phần, tuy nhiên Hòa Phát đã tăng rất mạnh ở phiên ngày hôm nay. Đó là một tín hiệu cho thấy là cái dòng tiền nó đã bắt đầu nó quan tâm và nó chạy vào cổ phiếu này. Đó là đầu tiên là cổ phiếu Hòa Phát, chúng ta sẽ chờ tín hiệu sắp tới cổ phiếu này điều chỉnh lại quanh cái vùng giá 52 thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào được cổ phiếu này. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu PNG. Thì PNG chúng ta thấy PNG là một cổ phiếu mà bị ảnh hưởng khá là nhiều trong cái đợt trong cái quý 3 này. Nhiều khả năng là kết quả kinh doanh quý 3 của PNG nó cũng sẽ bị sẽ khá là tiêu cực, khi mà gần như cái thời gian của quý 3 là gì phải đóng cửa. Và một phần cái biến động giảm của cổ phiếu PNG nó cũng đã phản ánh cái thông tin đó trong cái diễn biến giá rồi. Chúng ta thấy rằng là từ cái giai đoạn đầu tháng 7 PNG liên tục giảm từ mức mua giá 108 về lại quanh mức giá 84 giai đoạn là đầu tháng 9, và sau đó cổ phiếu nó tăng trở lại. Chúng ta quan sát kỹ một chút ở cổ phiếu này, chúng ta thấy rằng là thứ nhất, những cái phiên tăng giá của PNG chúng ta thấy rằng cái thân đến tăng rất là lớn. Đây, ví dụ như là có những phiên tăng 5% hay những phiên tăng 4%. Đó, thứ nhất là cây thân đến rất là lớn. Cái thứ hai là khối lượng giao dịch tại những cây tăng đó, cây tăng điểm này cũng rất là lớn. Lớn ở đây là chúng so sánh tương quan với những cây nến điều chỉnh giảm. Cái thứ hai là những cây nến giảm, chúng ta thấy rằng là so với độ độ lớn của cái thân nến so với những cây nến mà tăng trước đó thì nhìn chung các cây nến giảm có một cái thể nến khá nhỏ. Đó, và thứ hai là khối lượng giao dịch nó cũng khá là thấp so với cây tăng. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng và một cái sự tăng giá tích cực của PNG trong trong các phiên sắp tới. Để cụ thể hơn thì chúng ta sẽ nhìn vào cái khung là đến một giờ. Đây chúng ta sẽ thấy rất rõ là cổ phiếu này đang trong cái vùng giá này, tức là đã khoảng tầm 3-4 lần cổ phiếu này chạm vùng này và chưa 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 bứt phá được. Đây đó, trong một cái vùng này, tức là nhìn về cái tương quan của chỉ số thị trường chung thì chúng ta thấy là chỉ số VN-Index là chỉ số đang giảm xuống, đang chiều đi xuống này. Trong khi đó thì cổ phiếu PNG của lại lại đang thiết lập một cái nền giá cao hơn. Đó thì rất rất có thể trong các phiên sắp tới thì cổ phiếu nó sẽ vượt qua là cái vùng giá này và hướng tới các vùng giá mục tiêu cao hơn trong trong thời gian sắp tới. Ví dụ như là quanh vùng giá 97, 98 sẽ là cái mục tiêu đầu tiên, và tích cực hơn thì có thể sẽ hướng lại hướng tới quanh vùng giá 108. Thì đó, thì đây là một cổ phiếu cũng rất đáng quan tâm trong 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 thời gian tới, và chúng ta cần đặc biệt quan sát cổ phiếu này. Nếu có cổ phiếu này mà điều chỉnh lại trong thời gian tới mà điều chỉnh lại quanh vùng giá 91 đến 92
thì đó là cơ hội chúng ta có thể cân nhắc chúng ta giải ngân phiếu này nếu nó điều chỉnh lại quanh giá này đó. Thì đó, đây là một cơ hội mà cũng khá sáng trong nhóm VN30 mà Linh muốn giới thiệu đến anh chị trong các phiên sắp tới để mình có thể cân nhắc. Đó, trong nhóm VN30 thì chúng ta có thứ nhất là Hòa Phát này. Thứ hai là chúng ta có cổ phiếu PNG. Tiếp theo nữa là một cổ phiếu về ngân hàng là VPBank. Cổ phiếu này nó vẫn duy trì được một cái tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay khi cổ phiếu đã giữ được cái vùng giá trước đó, đã vượt qua vùng giá 66 này và đóng cửa một cái nến đóng cửa ra 66.8. Thì đây là một cổ phiếu chúng ta có thể cân nhắc trong quan sát diễn biến trong các phiên sắp tới để chúng ta tìm một cái điểm mua đủ tốt ở cổ phiếu này để chúng ta tham gia. Thì thị trường thứ nhất là dòng tiền yếu và thứ hai là mức độ phân hóa của thị trường trong giai đoạn gần đây nó cũng yếu đi khá nhiều. Do đó cái việc mà lựa chọn được cổ phiếu đúng để giao dịch trong thời điểm hiện tại nó rất quan trọng. Và Linh có vừa giới thiệu với anh chị hai cổ phiếu tiêu biểu trong các phiên sắp tới, đó là cổ phiếu Hòa Phát, thứ hai là cổ phiếu PNC. Thì anh chị có thể cân nhắc hai cổ phiếu cơ hội giao dịch hai cổ phiếu này trong trong thời gian tới. Còn nhìn chung về thị trường thì cũng sẽ không kỳ vọng thị trường có sự tăng trưởng đột biến từ đây, tức là nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục sideways trong cái biên độ từ 1.330 điểm đến 1.360 điểm trong các phiên sắp tới. Và tất nhiên với cái diễn biến thị trường như thế thì anh chị vẫn nên duy trì một cái tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải để tránh những cái rủi ro biến động lớn của thị trường ở cái vùng giá mà thị trường chưa có xác định rõ cái xu hướng trong ngắn hạn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị trong cái các buổi review thị trường sắp tới. Cảm ơn anh chị.